tay mình đã có vợ rồi. Xui gia hai bên cũng mở đời. Hồi môn tặng mấy cây vàng mừng cho sắp nhỏ nên duyên đám cưới rồi. Nhưng hình ảnh của nhân vật ở trong này đó là do Hưng đề nghị. Tại vì Hưng đã quan sát, Hưng xem tất cả những cái clip, những cái sản phẩm hoặc những hình ảnh mà các bạn dựng lên đó, nó rất là duyên dáng và nó chiếm được cảm tình rất đông của khán giả. Để xem cái vở kịch do mình dự đóng trong đó là một nhân viên ủi đồ cũng có đoàn hát thôi đó, mà cực kỳ duyên dáng luôn, rất ít thấy hình ảnh đó, cho nên là quyết định nói Dự ơi, anh muốn hình ảnh dài 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 được không trong cái vở kịch đó. Được xong được anh, em làm liền. Còn có ngoại Hà mình dễ rồi, bạn với lại make up cái tóc bạc như hồi nãy, lúc đầu thấy ngoại hơi trẻ á, giống như má cũng được, phải làm thêm nếp nhăn cho ngoại. Còn với Bảy thì hình ảnh với Bảy là nó huyền thoại của Bảy luôn rồi, chứ gọi bang trên đường nữa, từ xa thấy biết đúng ngang là rồi đó, Bảy đó. Mình cố định nhân vật là như vậy đó mọi người. Còn Hữu Đằng cũng trong cái vở kịch đó luôn, vở kịch mà có Hữu Đằng với Minh Dự đóng thì Hữu Đằng từ đi ra đào ba đào tư á mới lên đào chánh, đào chánh đào nhì thì hình ảnh nó rất đặc biệt, rồi sốc hàng lắm. Hữu Đằng là đóng vai là bạn của mẹ đó, bạn của má tôi đó. Xong rồi kiếm vợ kiếm đồ đó, hình ảnh giới thiệu cho má tôi, chứ tôi biết ông, mọi người đâu biết tôi có ghệ rồi, có ghệ sẵn rồi, tại không nói gia đình thôi giấu. Đâu đâu có hai là mấy người đó bàn với nhau đi kiếm vợ, tôi sợ ông chết gung gần chết, hay là phải báo cho ông ghệ biết liền, hẹn ra bàn mua tính kế là vậy đó. Tội nghiệp Minh Dự đâu biết đóng vai này đâu trời, giúp ăn cướp giữa đường không có, trong kịch bản là không có nha, ai hốt vô vậy trời. Dễ thương lắm, Diệm đóng kêu nó, Diệm làm đêm qua mới đọc rap rồi đó, đọc rap trưa hôm qua, đọc xong rồi gửi lại tôi coi. Tôi đã ở xa luôn, đang ngoài Nha Trang đi diễn, xong đọc xong Dự hỏi anh thấy gì được chưa, muốn cái nào nói cho em biết. Mình nghe xong nó nói anh cần bữa hơn nữa, em bữa hết sức rồi đó anh, bữa dữ lắm rồi đó. Nói không, đúng chưa có ra chất của Dự đó, ác lên hung dữ hơn chứ nữa. Đọc cuối cùng ra bản hoàn hảo luôn, tạo hình thì khỏi nói là Dự là diễn viên siêu chuyên nghiệp rồi, thấy không? Có những cái kịch bản hay những câu nói là do các bạn này không cần kịch bản luôn, chỉ cần nói cái đường dây idea thôi mà sẽ tung ra những cái câu nói, những cái chiêu đó là bất ngờ hoàn toàn luôn. Và mình đoán trước được khả năng mà gây hú hồn của các bạn đó, mình mới mạnh dạn ngỏ lời mời các bạn vào đây trong cái MV của mình. Đoán trước được tất cả những cái khả năng mà gây cười hoặc là cái sự thông minh ứng phó của các bạn. Còn hình ảnh mình Dự rồi, tôi nghĩ chắc là sau cái MV này mọi người sẽ tới xem vở kịch của Dự nhiều hơn nữa. Thấy là hình ảnh của một chàng trai nói cà lâm mà lại ủi đồ trong cái đoàn hát dễ thương ra sao. Minh Dự rất phải nói là Minh Dự rất là sốt sắng luôn, nhiệt tình lắm. Đi Mỹ về nhắn tin đại ca, ngày mơ là em rảnh á, muốn làm gì không, có cần em thu gì không. Trời ơi đúng rồi, đợi em muốn chết luôn á, cần em thu vô cái phần rap này nè. Chứ bữa là rap demo một bạn rap đọc sẵn rồi nhưng mà không phải Minh Dự đọc mới được đó. Thì trong cái phần cảnh quay của Minh Dự là trong đám cưới đều đọc rap luôn đó, nên là phải mình Dự đọc luôn. Thì lúc mà đọc thử á, viết ra xong là đọc thử, không có mặt mình ở đó thử mình nghe xong, cuối cùng là cái bản 10 điểm, nếu có được 100 điểm mình cũng sẽ sẵn sàng chấm cho mình Dự 100 điểm tuyệt đối, rất là chuyên nghiệp lắm và hết lòng.